Anh em ơi, anh em đừng quên là Laptop World đang có chương trình giveaway tổng giá trị phần quà lên tới 32 triệu đồng, bao gồm cả máy tính bảng, bàn phím cơ gaming, chuột gaming và cả ba lô nữa. Anh em đừng quên click vào đường link mình để bên trên này để có thể tham gia anh em nhé. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Laptop World giới công nghệ. Và ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một chiếc máy mà mình nghĩ là sẽ độc tôn cho mức giá đâu đó rơi vào tầm 20 triệu đồng. Chúng ta sẽ có cho mình một chiếc laptop nhỏ gọn mang tính di động cao và đi kèm với đó là một cái cấu hình mạnh, một cái build cực kỳ chắc chắn và một cái màn hình siêu tốt, thì đó chỉ có thể là Lenovo IdeaPad 5 Pro. Và hãy cùng đi vào video ngày hôm nay để chúng ta xem là nó có thực sự đáng mua như là mình nói không nhá. Bắt đầu thôi. Điều đầu tiên là mình muốn nói đến ở đây đó chính là phần thiết kế của nó. Thì chúng ta đã sở hữu cho mình một phần thiết kế mà mình nghĩ là rất là đáng tiền ở phát lúc giá thì hiện tại. Chúng ta đã có cho mình một thiết kế được làm hoàn toàn từ cái hợp kim nhôm và đi kèm với đó là sợi sắt carbon để chúng ta có thể gia công chiếc máy này nó bền bỉ hơn. Đây cũng là một trong số những cái điểm cải tiến mình thích nhất trên những dòng IdeaPad 5. Bởi vì với IdeaPad 5 chúng ta chỉ sở hữu cho mình một thiết kế bằng nhựa thôi. Còn đối với chiếc IdeaPad 5 Pro này thì nó thực sự đáng giá khi mà chúng ta được gia tăng độ bền đáng kể đến từ hợp kim nhôm và sợi carbon. Ở đây chúng ta cũng có cho mình một cái visual nó khá là minimalism, nghĩa là chúng ta sẽ có một cái giao diện nó khá là tối giản, thành ra nó sẽ rất là hợp đối với cả những anh em nào ưa thích cái sự tối giản trên chiếc máy này. Ngoài ra chúng ta đã có cái logo Lenovo được khắc ở đây, chúng ta đã có ở đây này một cái miếng để chúng ta có thể nhận biết rằng đây là một sản phẩm đến từ nhà Lenovo. Ngoài ra thì cái trọng lượng tổng thể của chiếc máy này nó cũng khá là nhẹ khi mà chúng ta được sở hữu cho mình một cái chiếc máy chỉ đâu đó rơi khoảng tầm 1,39kg mà thôi. Và nó sẽ có cái độ dày đâu đó rơi khoảng tầm 17,99mm, mình nhớ là như vậy. Thành ra biến đây trở thành một chiếc máy vừa mỏng vừa nhẹ, vừa rất là thuận tiện cho cái công việc gì phải di chuyển nhiều. Chúng ta cùng đi vào phần bên trong thì đập vào mắt mình đầu tiên là chính là phần màn hình rồi. Chúng ta đã có cho mình một màn hình 14 inch đi kèm với đó độ phân giải 2,8K, tấm nền IPS LCD với cả độ phủ màu lên tới là sRGB 100%. Nếu mà như thế mà các anh em chưa ưng thì thậm chí chiếc máy này còn có cả tần số quét lên tới là 90Hz. Cái điều mà chúng ta rất là ít thấy trong cái lúc giá đâu đó chỉ dựa khoảng 20 triệu đồng. Nếu như đây không phải là một chiếc máy gaming thì rất là khó để chúng ta có được, đúng không nào? Nhưng mà đối với một chiếc máy như thế này mà chúng ta được trang bị một cái màn hình thực sự là nó quá với tầm giá của nó. Đây là một cái màn hình mình sẵn sàng chi 25 đến 30 triệu đồng để sở hữu chiếc màn hình này. Và đây là một trong số những cái màn hình mà mình hoàn toàn có thể cân được những tác vụ liên quan đến đồ họa này, hình ảnh hay là những cái tác vụ cần yêu cầu cao về vấn đề màu sắc thì mình rất là tự tin khi mà sử dụng cái màn hình này để chúng ta có thể làm việc. Ngoài ra thì những cái trải nghiệm như là xem video hay là giải trí các thứ trên màn hình này thì nó cũng rất là tuyệt vời, bởi vì đây là một màn hình theo tiêu chuẩn 16:10. Nó là một cái tiêu chuẩn mà mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với cả điện ảnh nhiều hơn. Chúng ta cùng ngước vào phần bên trên, chúng ta có cho mình một cái cụm phần camera ở đây. Chúng ta có bao gồm cho mình đó chính là một cụm webcam và đi kèm với đó là một cụm camera IR. Nghĩa là chúng ta đã có cảm biến nhận diện khuôn mặt 3D TOF ở trên này luôn. Thành ra là nó sẽ khiến chiếc máy của mình kết hợp với cả Windows Hello thì nó cho ra một cái phần bảo mật nó tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái chất lượng của webcam thì nó cũng chỉ là webcam thôi. Thành ra là nó sẽ chỉ có độ phân giải lên tới là 720p mà thôi. Đấy, nó sẽ vẫn đủ để đáp ứng cho anh em vì công việc là học online hay là học tại nhà hay là học hành các thứ thì nó cũng tiện lợi, không vấn đề gì cả. Ở bên dưới chúng ta đã có cho mình cái cụm bàn phím. Thực ra là cái cụm bàn phím này thì mình đã sử dụng quá nhiều những cái sản phẩm đến từ nhà Lenovo rồi, thế nên là mình sẽ chỉ đưa ra nhận xét như này thôi. Đó chính là việc là đây là một trong số những cái bàn phím gõ khá là sướng, đi kèm với đó là nó cũng cho mình một cái cảm giác khá là quen thuộc đối với cả những cái dòng Lenovo ThinkPad, bởi vì nó cũng gần như là lấy cảm hứng từ đó rồi. Ở đây chúng ta phải để ý đến là đây không phải là một bàn phím có phím số ở phần bên cạnh, thế nên là nó sẽ hơi mất thời gian để anh em làm quen như mình chẳng hạn. Và ở hai phần bên cạnh của bàn phím này chúng ta có thể nhìn thấy đó chính là có hai phần giải loa được tune bởi Dolby Atmos, nghĩa là Dolby Atmos. Wow. Nghe thế thôi thực sự là đã rất là sướng rồi, khi mà chúng ta có hai cụm loa đặt ở hai bên như này nó sẽ giúp cho những cái trải nghiệm về âm thanh, về giải trí của anh em mình nó cũng sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Và chuyển đến phần bên dưới đi, chúng ta đã có thêm cái gì? Chúng ta đã có thêm cho mình đó chính là một cái phần trackpad. Cái phần trackpad này không phải là một trackpad quá lớn, chúng ta vẫn sẽ có một trackpad vừa đủ và rất là vừa phải để chúng ta có thể sử dụng. Cảm giác vuốt rất là mượt mà, chính xác và kết hợp với cả những tính năng đến từ nhà Windows thì nó cũng sẽ cho ra những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời rồi. Đó là về cái phần thiết kế và cái phần thiết kế bên trong. Vậy thì cái phần bên ngoài chúng ta có thêm cái gì? Đó chính là cái phần cổng kết nối của nó. Là một chiếc laptop khá là mỏng và nhẹ thế nên là ban đầu mình không đặt quá nhiều kỳ vọng vào phần cổng kết nối. Tuy nhiên đây vẫn là một trong số những cái chiếc máy có rất là nhiều cổng kết nối để chúng ta có thể sử dụng. Đầu tiên ở phần bên trái chúng ta sẽ có cho mình đó chính là hai cổng USB Type-C. Ở đây sẽ là USB Type-C 3.2 Gen 1 và đi kèm với đó sẽ là một cổng HDMI và một jack cắm tai nghe 3.5mm. Ở phần bên phải chúng ta sẽ có cho mình đó chính là hai cổng USB Type-A 3.2
Và đi kèm với đó sẽ là một cổng microSD để chúng ta hỗ trợ đọc file, hỗ trợ làm thể nhớ các thứ. Nói chung là tác vụ multimedia đều rất là tuyệt vời trên chiếc máy này. Rất nhiều anh em đang quan tâm về câu hỏi này là một chiếc laptop mỏng nhẹ thì liệu hiệu năng của nó có bị bóp nghẹt hay không, có bị cắt giảm cái gì hay không? Thì câu trả lời của mình chắc chắn là không rồi, khi mà chúng ta đã được trang bị cho mình là một con CPU rất mạnh đến từ nhà AMD, AMD Ryzen 5 5600U, đi kèm với đó là xung nhịp 2.3GHz và có thể boost lên 4.2GHz. Ở đây chúng ta có cho mình đó chính là RAM 16GB này, ổ cứng SSD lên tới là 512GB và đi kèm với đó là cặp đồ họa VGA AMD Radeon Graphics. Nói như thế để chúng ta có thể hiểu rằng là chiếc máy này mạnh đến mức độ như thế nào. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chiếc máy này để làm đồ họa này, đi kèm với đó là chúng ta làm về những cái vấn đề như là chơi game, giải trí, hay là chúng ta có thể sử dụng để làm những cái tác vụ liên quan đến 2D, thực sự rất là tuyệt vời rồi, không có gì để phải chê về cái chiếc sản phẩm này cả. Nhưng mà có một cái để chúng ta có thể gọi là hơi đáng buồn một chút, khi mà chúng ta sẽ có hơi thiếu khả năng nâng cấp. Khi mà chúng ta RAM thì chúng ta đã được gắn hàn luôn vào bo mạch chủ rồi, còn lại ổ SSD thì chúng ta hoàn toàn có thể hỗ trợ lên tối đa là 1T. Thế nên là nó cũng vừa đủ cho chúng ta có thể sử dụng. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì với RAM 16GB thì mình nghĩ là quá đủ cho một cái trải nghiệm tuyệt vời rồi. Là một chiếc máy mạnh như vậy, thế nên là Lenovo IdeaPad 5 Pro chúng ta sẽ được trang bị cho mình, đó chính là một viên pin 3 cell 56.5Wh để chúng ta có thể sử dụng trong khoảng thời gian dài trên văn phòng hay là công ty. Thì đây là một viên pin mình nghĩ là khá là hợp lý rồi, nó không quá lớn, nó không quá nhỏ, nhưng mà nó vẫn đủ để đáp ứng cho mình một cái nhu cầu đâu đó rơi khoảng tầm 5-6 tiếng khi mà sử dụng trong văn phòng. Và ngoài ra thì với một tủ sạc đi kèm rồi thì mình cũng không có vấn đề gì để chê với chiếc máy này cả. Ngoài ra về ưu đãi cho chiếc máy này tại Laptop World chúng ta đã có thêm cho mình, đó chính là bảo hành 36 tháng chính hãng tại Lenovo này, đi kèm với đó là tặng ba lô, bàn đi chuột, chuột không dây và hỗ trợ cài đặt phần mềm và vệ sinh laptop trọn đời ở Laptop World. Và đó là tất cả những cái gì mình muốn nói về chiếc Lenovo IdeaPad 5 Pro này. Thực sự ở trong thời điểm hiện tại thì rất là ít chiếc máy nào ở trong mức giá 20 triệu có thể cạnh tranh với em này. Chúng ta đã có ở phần màn hình, đó chính là một màn hình 2.8K này, sRGB lên tới là 100% này, tần số quét lên tới là 90Hz này. Và đây là một trong số những cái màn hình thực sự rất là đẹp để cho chúng ta có thể trải nghiệm một cái cấu hình siêu khỏe đến từ con chip AMD Ryzen 5. Ở đây chúng ta đã có cho mình một cái mức hiệu năng mà hoàn toàn có thể cân được gần như là mức setting hợp lý thì gần như là tất cả mọi game nhé. Và đi kèm với đó là những cái tác vụ liên quan đến đồ họa hay là về dựng phim cũng sẽ rất là ok cho các bạn đúng không? Và ngoài ra thì có thêm cho mình cả một cái thiết kế thực sự rất là chắc chắn. Mình phải nhấn mạnh lại đây là thiết kế được gia công từ hợp kim nhôm và đi kèm với đó là sợi carbon nhé, chứ không phải là như đời IdeaPad 5 trước là được sử dụng thiết kế bằng nhựa. Thế nên là thực sự rất chắc chắn và thực sự cầm nó rất là sướng, thực sự là như vậy luôn. Thế nên là nếu anh em đang quan tâm tới chiếc IdeaPad 5 Pro này thì hãy truy cập vào đường link bên dưới dẫn đến hệ thống của Laptop World. Mình sẽ để đường link ở phần mô tả phía bên dưới cho anh em kiểm tra nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Nhớ like, subscribe, ủng hộ mình tương lai nhé.